Chụp ở đâu vậy chị? Chị chụp ăn trước nè, đó trước mà chị phải đi ra, mình để chị đi ra trước em rồi mình mới thất thất là chị phải đi xa mà ở ngoài sau là cũng cay mà trước nè. Dạ thế là tuần đầu bây giờ là quay á, trước chị Xu cũng xin lời mà chụp hình ảnh lại để qua ra phim ảnh đó, ra hình đó. Mọi người thì sau này cái gì đó, cái gì mà mẹ thiên nhiên nha. Dạ. Mai mốt là ra trời. Nhìn không có thấy ở đây đâu. Đi phải đi coi con đường này là đi ra ngoài đó tuốt ngoài kia nó ngoài dốc ngoài cái thất đó nữa đó. Tại vì cái nhân viên của cưng đó thì kêu em mà bình thường em có đi em ở trong nhà, tại có khi nó có khi kêu ổng dẹp mà ổng có sỉnh á. Em đâu có đi đâu đâu, không có đi đâu khỏi nhà em nằm. Ở đó em gắn con vô niệm Phật, ông nhảm gì nhảm kệ ổng tại cái nghiệp mà. Bây giờ mình không có nói ai được á, chị thì hiểu em nói vậy thôi. Nhưng chứ mình cũng không trốn đi đâu được á, mình cũng không bỏ nhà đâu. Lẽ giờ em bỏ nhà em đi mướn cái thuê cái nhà em ở thì cũng đâu có được. Con em mốt lấy vợ được nữa, rồi đi về mẹ ở thì cũng được luôn đi. Nhưng mà em thờ cúng đó quá chừng, chị thấy không? Thờ phượng đó là tự nhiên. Rồi mình vì một cái quan gia mà mình không trả cho hết, rồi mình trốn né mình cũng đâu khỏi đâu phải không? Rồi mình bỏ ông bà với Phật rồi mình thờ đó, mình không cúng đâu được đâu. Nên mình về mình thăm cha mẹ, nhưng mà mình cũng trở lên, mình làm cái nhiệm vụ của mình. Cái quan gia nghiệp trước thì mình cứ trả bình thường. Em nắng phân nghe, sao chịu được đó thôi, thúc em. Thay vì 6 giờ em cúng phải không? Em nói lại trong bụng em nói cứ xin ông bà quan hỷ cái em mà em đi qua ông vợ bộ em đi đi quán á. Lỡ điện thoại trong cái túi quần bộ đồ lửng của em hả, cái em đang còn cái quán đông quá em thấy em đâu dám chụp đâu chị, cái em đi tuốt có mà được không, em thấy em kiếm cái gốc cây em trốn chụp để người ta cười, người ta nói mình là già mà phải đặt chụp hình hay này kia gì đó mất công kỹ lắm. Mình về tâm linh đó, mình thấy cái gì lạ mình hay nhìn nè, giống như tỷ là chỉ nhìn bầu trời á, có một cái điểm lạ là tỷ nhìn là tỷ biết chỉ quá giải á, tỷ biết giống như mình cũng hiểu được đôi chút mà bình thường em cũng em cũng ít có nhìn lắm, giống như em nhìn thôi mà thậm chí em nhìn có khi vật trời cũng đẹp lắm. Em nhìn lên có nhiều cái quang cảnh núi rừng nhà cửa người ta ở trên trời y chang dưới đất luôn á, nhiều đúng là đẹp có lắm. Đủ nhân viên rồi đó là em đứng ngay chỗ em về á nghe, từ dưới hướng mà dưới Cẩm Giang em đi đâu tình cờ về mà buổi chiều em nhìn thấy lên rất là đẹp luôn. Nhưng mà em đâu có đem điện thoại theo, thường em đi em không mang điện thoại. Cưng đủ duyên người thấy rồi đó. Em đi chợ hay gì em không mang, mà bữa chiều đó tự nhiên thôi thúc sao á, mà em đi quán mà em lận điện thoại, em bỏ túi quần mày nè, bỏ túi quần một đồ lửng đây nè, em giở bỏ ra mua mấy gói mì chay chứ nhà em có cái thùng mì chay. Tự nhiên em nghĩ biết làm sao mà em đi coi trời không biết đó. Rồi em đi ra làm sao em chụp rồi, tắm trước ở nhà rồi sau hè nhà em là em chụp mặt trời lặn mà khuất dạng rồi còn có mờ mờ màu vàng thôi. Cái xong cái em đi ra ngoài đó em thấy đỏ hực lên. Xong cái tới tối lại ngày mai là chứ ngày mai lại nhỏ bạn em nó gửi qua Facebook cho em á. Nó nói cũng như tại nhà nó ở ngoài Thị Nghè đó, rừng mấy cái nhà cao tầng xong á. Để tỷ nói cho cái này cho nghe nè, bây giờ là mẹ thị hiện khắp nơi đó. Mẹ thị hiện cho đứa này thấy, mẹ thị hiện cho đứa kia thấy, thấy hết trơn luôn. Những người nào có về cái trong này mà mở ra hết trơn á là thấy hết trơn luôn. Tại vì cưng nói là tỷ nói cho nghe chứ thấy mỗi nhân viên là mỗi nhân viên là mỗi thấy mỗi đứa thấy khác nhau đó. Thấy ví dụ như cái tỷ cho mình đã biết cái chuyện đó nhưng mà chị biết sao không? Ý là ví dụ mình nói ra đi người ta họ có tin á, người ta nói mình phao tin đồn nhảm này kia nó rồi người ta bắt mình. Em mới đang định vụ đó nè, mới có cái vụ mà người ta bắt mình ta phạt nữa đó, thành ra biết cái gì đó nên dạ. Cái chuyện này tẩy ra em chỉ nói là chia sẻ những cái gì thôi, những cái này hiện tượng hình ảnh nó không có dám nói. Không có dám đưa lên mạng vậy tẩy hàng quá, mình với số điện thoại tới nhà mình người ta đã phạt chết luôn. Tôi bắt phạt 10 triệu. Đó, tao phạt kinh đồng lắm. Ý là thí dụ như tỷ tiếp ở ngoài nước ngoài được mua. Còn ở nước Việt Nam nè, mấy cái tin đồn nhảm đó thì giống mà ổng này sự thật không bằng chứng và học học tốt nghiệp ra tao phạt mình đỡ lũ luôn. Đúng rồi, ở Việt Nam là bị phạt đó.
Để em chia sẻ như lời gì thích, lời gì trong Phật nói em học rồi hay gì thì em dắt một cái hình này. Ở dưới dưới nhà dưới miền Tây em Tùng á là không có, chứ tỉnh Tây Ninh là có đó, Tân Phạt á có nha. Trên đây khó lắm á, có trên đây cả mà 10 triệu đó, mà nói chung á là trên đây á cất nhà hay cái gì cũng khó hết trơn á. Bởi vì nói là Tùng không có đăng cái cũng giống như mình cái cũng này chị em nói chuyện thì nó đăng cái đó mình đã mình nói thì thôi đi người ta không coi, nhưng mà tự nhiên đăng cái mình nó lên mình nói tỷ nó sẽ ra vậy là tiêu đó. Ừ, không có được, bởi vì nãy em nói thì đừng có đăng lên tỷ tỷ Hàn Quốc. Tỷ thấy cái đó là con rồng lửa nó xuất hiện là có cái báo hiệu gì không tỷ? Rồng lửa là làm đang làm việc theo tỷ nói từ hôm nay đó. Dạ. Con rồng ở trên đây, còn con phượng hoàng là ở dưới thành phố đó. Hai con nhìn thấy rõ luôn. Hồi đầu đỏ lắm nha tỷ. Đỏ đẹp lắm, đỏ hơn con phụng ở dưới luôn á. Xong rồi cái em đi bộ mà đeo mãi cả trăm mấy chục mét á. Rồi xong rồi em tìm được cái chỗ mà để mình đưa cái điện thoại lên mình chụp được cho thấy á, là mờ bớt rồi chứ cũng không thấy cái chân cẳng ở dưới kiểu như khúc nhà đâu hết á. À đồ đồn trước đó Phước á, lòng nè phụng nè rồi uống thấy chân thấy ba trên trời lồng lộng luôn là chuẩn bị rồi đấy. Phật ở dưới thế, còn lòng thì ba trên trời là đủ hết trơn luôn á cưng. Là màn này là ra đủ hết trơn luôn á. Vậy nói chỉ còn nghe giống như là tập có đủ cái nhân viên á, tập cha mẹ cho thấy đủ nhiên đó cưng. Mình tỉnh ha, mình ngộ được, mình hiểu được ha, không á là do mình, còn ai tập suy diễn khác thì do mọi người. Cái đủ duyên rồi á mới cho Phương thấy đó, chứ không phải là ai cũng đó, không phải cái bầu trời vậy, chứ không phải ai cũng thấy, tại vì khi thấy cũng không ai quan tâm, mà khi quan tâm ta cũng chờ đó. Cô kia thấy nguyên ông rồng luôn ha, mà cái dãy thất là bự luôn, bị bay thấp quá bay cũng như nhà nè. Đương nhiên mình nhìn lên là thấy đó, chúng mình thấy chăng đó. Ui mà người ta nói mà người ta không tin. Lúc đó mà em mà đâu ở ngoài đứng ở đầu cái lầu có thất hỏa lạnh chụp đỏ mà rõ đẹp chứ lắm luôn. Tại vì trong đây là nhìn ra là nó bất hết trơn. Trong chỗ em mình thích không có đi coi, đâu có đi đâu vậy đâu. Tỷ ngủ hơn ta kỳ quá cưng nè. Dạ nè, tóc tỉ hả, tóc vậy nè rồi rớt xuống hả, rụng ra rụng tỉ mỏi như cái mọc vậy nè, mà nó thành cái cục vậy nè, nó rụng rồi xong rồi bỏ vô rồi nó tự tắt lại hả. Trời ơi, bây giờ cưng để trong cái gì tròn đi, nó sẽ ra cái tròn giống cái mạ cái móng lần coi có gì ngộ rồi tỉ. Thì tóc mà nó đắt tại nó đang là tất nhiên là cái tóc rụng rồi tỉ để dành đó hả, nhưng mà sao nó chặt lại ngộ vậy chứ sao. Thì cắt hai bên vậy nè, thì dán xuống thì cắt hai bên rồi dạ chị chảy đầu thì chị bỏ vô vậy nè. Dạ nó nhuyễn dính hết trơn mà sao nó đanh là trồng vo vậy đó Phương. Sao nó đanh lại trồng vo vậy hả? Trời ơi, mấy cục mà nói rồi, bên Việt Nam mấy cục rồi bà, nó cắt xong rồi cái mình đem về là tự nó đanh lại vậy. Cái hiện tượng này là mấy cái người tu á. Tự kia tí so thì cắt em cũng vậy luôn nè, em cũng so ra nó đâu. So đem lên trước đó. Đó, tại vì lâu lâu ở dưới đây nó cháy chứ nó không có điều, nó so lè với nó nhộng quá đó. Em tự so ra em cắt thì nó cắt em dục hết trơn à, em cắt lần có chút vậy nè. Em ra lúc trước tỷ cắt như vậy đó mà sau nè nó đanh vô nó kỳ lạ lắm cưng, tại vì mình bỏ vô cái hộp hang là nó sẽ tròn vô y như cái nó luôn đó. Nhỏ quá ha. Còn cái này tại vì mình để vậy rồi hồng sạch nó phải ra vậy chứ. Nó cứ ngắt hẳn, cứ ngắt mình giờ mình trội đâu cũng tưng 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 lên chứ không có đờ ra. Cái này là giống cát lợn á tỷ. Bữa hôm đó tỷ làm cái cục em đốt. Cái nó làm cái mấy cái bông ở trên nữa cưng. Dạ.
giống như tỷ thay xin xe tỷ bỏ vô thử coi sao. Cái nó làm cái bông ha, là mấy cái bông vòng tròn luôn vậy đó, mấy cái bông giống như là giống như vậy đi ha, được cái làm tròn 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 vậy là bông mới cứng. Dạ. Cái hoa đó hai bữa nay em bị cái mục ở trong cái lỗ mũi, cái nó đau cái lỗ mũi em sưng sưng, cho em cười cái miệng em méo không bền à. Nóng quá đó. Nấu em biết nấu luôn, tại nóng. Vì em cúng xong cái em lấy nước trà đó em uống, em uống nước trà cái xong em bị nóng luôn. Với người em ngại mà nhà tỷ bà tỷ nấu cúng cúng thờ đó tỷ em xuống pha lại uống không. Em cúng có quyền nước trà rồi em uống thường em, có khi là em thì em cúng nhạt nhạt, còn bữa đó em cố tình em cúng đậm để em uống đậm, rồi em đi đâu đó em đi đâu em sắc em uống á. Tùng biết hỏi Tùng có biết nguyên nhân là tóc nó như vậy là sao không? Em thấy mấy cái gì hiểu về cái đó không Tùng? Em thấy mấy cái gì tu mà có huệ á thì người ta cất cái đó vô thì tự nhiên cái đó nó thành lộn như vậy, nhưng mà cái hiện tượng đó là bên tâm linh em cũng không hiểu làm sao luôn, nhưng mà em thấy rồi. Cái này là tỷ như vô tình tỷ không có biết, tỷ như tỷ bỏ cho đó thôi, tự nó làm vậy chứ tỷ đâu có phải cố tình mà mong rằng nó vậy đâu. Tỷ nào cố tự bỏ tâm linh nó ấy á, cố sao được, cố đúng như rồi vậy mình cố sao mình đã quá lại cứ nhắc nó bệnh lại cục được, nó có nó thôi chứ nó làm gì có một cục, nó bệnh lại một cục cơ bằng nó đẹp lắm, giờ hai bên nó cưng biết không, giờ chị cưng luyện đi. Nó rất là gọn gàng, không biết sao. Ở trên đầu tỷ có bị không? Có đau nó bình thường, không có gì mà giờ mà tỷ mà chọi cái đó là lăn 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 luôn á, chứ không có bùng ra đó. Hả? Để mấy cục rồi phải một con nhiều lắm. Tỷ ở bên đây là 10 năm đi em, mà tỷ đâu có nhớ tới tình nói quá trời luôn, mà tỷ đâu có bỏ. Cách nào tự nhiên cái mấy năm đây gần đây nè là tỷ bỏ, tỷ nói trời ơi sao bỏ lum hết sợ ruột tóc nó quận quá chừng đi, tỷ mới lấy cái bọc tỷ đựng vô, tự gì nó đụng nhiều rồi qua đây cái nước gì mình đụng tóc ghê quá. Vậy là tỷ gọi dầu gội đầu nó không có hợp, có thời gian em cũng bị vậy đó, xong rồi em gọi qua cái dầu gội bưởi gội đầu, dầu gội đầu bưởi xong là nó hết rụng. Nó làm kiếm lần năm tức tập em bỏ vô con gái của tỷ đó, nó gọi là bằng bên đây nó cũng rụng cái ngay chị bệnh không một cái thứ cứ bằng trị về rụng tóc á. Nó gọi xong đó nó mua là anh thằng trai gì đó, cái anh em vào nó gọi đó nó hết rụng rồi, rụng gớm cưng ơi là tóc nó chỉ mà tự nó làm vậy chứ không biết. Nhưng mà có cái đợt mà đức thầy hay là ai đó tặng cái tóc đó cho cái vị nào đó thì cái vị đó bỏ trong cái hộp mấy chục năm mà mở ra thì nó cũng vẫn đóng vô cái hình vậy đó, nhiều khi nó thành cái bông cái hoa luôn á tỷ. Đúng rồi, tỷ bỏ cái khúc sau này nó cục bự rồi em. Tỷ đơn lên mấy cái tay chỉ làm gì bỏ vô coi. Đẹp ơi, nó ra bông, ra hoa, đẹp lắm cưng. Ngủ. Bây giờ nó xây vòng tròn vậy là nó xây vòng tròn em. Cái quả đồng nó làm vậy nè, làm vòng tròn vòng hoa đó. Dạ. Chứ ai nào sắp xếp cái chấm bỏ lại vô mà. Dạ, mà nó cứng đúng không tỷ? Nó cứng lắm. Mấy cái cục mà tỷ đem về Việt Nam mà rồi ở bên Việt Nam một cục đó. Tỷ ở một năm mới là một cục nó bự nữa. Thất cười quá. Em nói trời ơi, kỳ lạ quá. Mấy người không biết là phải tóc anh chỉ sợ kỳ quá ha. Nó tự nhiên nó cứng mà cứng mắt luôn, giống như là cứng bình thường. Giống như nó bệnh lại á. Bữa thấy trong cái rút cái nhóm này là có cái chị Thu Hà gì đó. Ở ngoài em cũng có nhìn thấy mặt rồi á, em cũng có gặp ở đâu thấy mặt rồi á. Gặp ở đâu trong chùa ha, đâu cực đây Thu Hà hả, cái chị mà quán chay đó bữa hổm em thấy gì
tinh thu để quán chai thuần chai là không thu hè. Theo chị nghĩ cái đó là phượng hoàng mà phượng hoàng rửa nó đang làm việc. Dạ. Theo chị nghĩ là đang làm việc tại vì chị có trong cái có vô quay để cắt cái chị đang làm việc. Chồng cũng đang làm việc ha, ta phải làm việc hết trơn. Đang làm việc đó biết nữa. Thì tất cả đều làm việc. À, mỗi người có một nhiệm vụ. Mỗi người có nhiệm vụ. Mình nghĩ cái xác của mình là dưới này chứ, thì rằng cái xác mình đây chứ linh hồn mình để chỉnh làm việc nhiều lắm. Có người có nhiệm vụ nhưng mà có nhiều người á là nói lên nói trên mạng đó đó. Có nhiều người á là thiệt, có nhiều người là không phải thiệt. Đó. Nhưng mà có nhiều người cũng thiệt, cũng làm nhiệm vụ nhưng mà làm theo cái kiểu là nói sao ta, là cái kiểu không họ không phải mà nghiêng về về bên bên chánh bên bên Phật nhiều quá thì đương nhiên là có khi bị ngã đó. Giống như là thử coi người ta có nhận ra không á, để người ta có biết không á, thì hả cứ nghiêng thì theo luôn, nghiêng là theo luôn. Dạ. Thì 50-50 bây giờ hả, ví dụ như cái tâm mình thiện làm thì mình cứ làm cái việc gì lúc nào trong tâm trong ý trong thân người mình thân khẩu ý mình, là phải hiệp lại để làm trong cái cũng nhìn là hướng lành hết. Còn cái người mà ví dụ người ta không có cái tâm lành đó mà ta cái tâm ác đi thì bây giờ có khuyên người ta cũng khó lắm. Ví dụ mình khuyên người ta có khi người ta cũng đâu nghe đâu. Ví dụ bây giờ đi mình thương con mèo đi, mình thương con mèo, con chó, con vật, con gì mình cũng thương á, thì mình còn giúp dê mình nựng ha, mình tới gần em đi tới những cái con bò ha, hai con dê em về nhà tới mấy con chó em cũng lại em nựng mấy con chó, em mới nói là em nựng em nói xong á là quý vị á, niệm Phật em ngồi quy y cho em, nói em quy y đọc quy y vậy sao em nói niệm Phật nghe cái em đọc Nam Mô A Di Đà Phật lớn nè, em nói niệm Phật để hết cái kiếp này thành chó nữa nha, không đừng có thành kiếp chó nó trở thành kiếp người, có câu niệm Phật rồi đó là được gặp chánh pháp và để tu tập. Còn thí dụ cái người á mừng tả đi thì người ta đâu có kêu con chó vậy mà là người ta nó nghịch ăn, thậm chí người ta chết chết mà người ta bọt nó vô bao, người ta bắt nó, người ta lấy chích điện để đặng ta ăn hoặc là người ta đem đi bán nó, cái ông ở đằng đây nghe đi làm chức việc á, chức ở ngoài ấp này vậy mà bán là bán không á, mà người ta bắt mất em bên đây em khóc quấn nó quá chừng luôn, nó chốt sao nguy hiểm quá, sao mà đá đó nhà nước ta cấm mà sao mà không ra đây ngoại. Mày ra đây ngoại ngoại nè, cái đó tao cái ông bắt nó bỏ vô bán cho người ta đó. Em nói em nuôi chấm chết rồi sao lại em chôn, còn em không có nuôi thì thôi, mà nuôi là em coi giống như một thành viên trong nhà mà mình chết à. Em ơi, đặt tên nè, em phải giống như là con luôn á. Em dạy mấy đó, mình kêu biểu là nó lại con mèo cũng vậy, nó đi về mà nó kêu biểu. Thì đó, nếu mà cái con nào nó tiến hóa rồi á, nó hiểu rất là nhiều hơn người con người đó. Thậm chí nó hiểu á và nó khôn. Nhưng mà bây giờ con vật nó tiến hóa hết trơn rồi, tại cưng không nhìn kỹ á. Em nhìn nó em biết luôn á, nó khôn đến nỗi mà mình về á mà ủa sáng mà ngày đó mưa bão em không đi bán á, mà em bắt báo thức á, là em bắt báo thức rồi mà em ở trong phòng á, mà nó lại nó cào cửa nó kêu em con mèo á, nó kêu wow wow cái nói mẹ nghe rồi, em nói chị con mèo con chó cũng bằng mẹ luôn. Ừ, em coi nó giống như con mình á, mà con em nó cũng thương, nó cưng lắm, nó đi mình nó đi học mà nó nhớ con chó, nó nhớ con mèo vậy á. Con chó với con mèo cũng nhìn biết mình thôi, mà con về bắt đầu nó đeo theo thằng con rồi á, là
giống như là nó cũng nó nịnh với em, giả bộ em quýnh con đi, em dỗ vô cái chân cái, cái con mèo nó khẹt, cái con chó nó không cho đánh tao, nó không cho đánh mà giống như là nó binh, nó ôm, nó binh cái thằng nhỏ, mấy cái thằng lớn nó binh dữ lắm. Em dạy nó từng ly từng tí, em nói là ví dụ như nó bắt cái con gì vô cái nó lại cho mẹ biểu coi, cái nó lại cái em bắt cái con chim hoặc con rắn mối hay gì em thả, em dạy nó là con cũng muốn sống thì con đừng có bắt người ta như vậy, con không có ăn, bởi vì nó ăn đồ chín không, mà nó giỡn ngồi nhờ tử nhỏ luôn. em rầy cái nó wow wow, cái nó wow cái kiểu là nó biết lỗi á, cái nó không không cái mặt nó xuống mà giống như cái kiểu là nó biết lỗi, nó nhận lỗi nó vậy đó. Rồi xong cái nó mai mốt không có được bắt nữa mẹ quýnh nha. Cái nó nghe thằng Lằng á, nó bắt đầu bắt thằng Lằng, nó giỡn, nó đùa tới đùa lui vậy sao em la lần vậy nha. Cái sao nó nghe con thằng Lằng tắt tắt ở tận nóc nhà, cái nó nghiêng lên nó nhìn con em, nó nói mẹ nó rất nó hiểu đó. Con em nói mẹ con tôm nhìn thằng Lằng kìa mẹ, cái nó gục xuống giống như là nó chưa có nhìn thằng Lằng vậy đó. Ủa nó nghe nó biết luôn nghe, nó biết này đó rồi nó gục xuống giống như là ảnh trốn, là ảnh không có nhìn mà con nói lắm. Bởi vì mình nuôi mình dạy nó là thấy nó vui vui mà thấy cười lắm, nó hay lắm. Dạy nó nghe chưa hả? Tại nghe nó biết hết trơn đâu. Coi như là em mình nói cho con nè thì nó mới ăn, mà em không có nói cho con nè dù đói cỡ nào ngồi đó tém lưỡi mà con em cho hạt ba nó cho nó cũng không ăn, nó đứng đó nó wow wow, ý là nó nói mẹ chưa cho đó. Nó mà nó không ăn, nó đứng đó, nó ngồi đó, nó tém tém cái lưỡi nó, cái nó mẹ cho đó nó mới ăn. Ở em dạy từ nhỏ mà, từ nhỏ em nói là mà mẹ chưa cho mà ăn ha, cái em lấy chút đũa em nè, mẹ chưa cho mà ăn ha, mẹ khẽ vậy nè, khẽ vô cái mỏ em làm vậy thôi. Vậy mà nó sợ, vậy mà nó biết, nó nhận thức được cái chị hay thì chị thật là mẹ khẽ nha, không có được ăn thì vậy cho mới ăn. Dạy mới về dạy vậy thôi rồi tự ngoan luôn, chứ đâu có quýnh đập gì tự nhiên, nó không có biết con nít hay con thú cũng vậy, tự nhiên xách đầu nó ra quýnh nó chết lên chết xuống luôn, trời không dạy thì quýnh nữa, thấy tội nghiệp lắm luôn. Chỉ cho nên có khôn dữ lắm luôn, hồi xưa đó là mẹ cho cái gì mẹ cho mới được ăn, cái hửi cái mùi đi, thích cái như lại gần cái nó chưa nha, mẹ không có cho. Tùng có làm việc không? Tùng nó nghe mình nói. Trời ơi, nhiều chuyện hả? Rồi sao mình đừng có đặt lên giùm cái. Ăn khỉnh khỉ nữa nha. Nó thật là ao đâu không? Mà tư đem lên nó đã cười chết luôn. Khi nào mà đăng thì nó hả chị em nói chuyện tề chỉnh lại chút coi, nó đùa giỡn cứ cỡ tùm lum. Cái này là tỷ nói á, chị nói thật lòng á, thì cha mẹ trời ơi cái này rất lo lắm luôn. Đau bệnh sắp tới thì dữ lắm. Em không lo nhưng mà biết làm sao bây giờ. Đau bệnh lắm luôn. Chỉ kêu ráng sám hối rồi từ từ, nó quá giải từ từ. Mình bị căng niệm Phật á, càng đau là nghiệp nó tới ngay dùm đớp luôn đó, mình đã đau niệm Phật rồi bây giờ giống như đó. Là nói chung là nhiều lắm những người á thì có căn duyên, người ta cũng ra chia sẻ Phật pháp để cho mọi người biết tu tập, biết tu tâm sửa tánh, biết hồi đầu. Còn có nhiều người á thì cũng ra nhưng mà xưng ông này bà nọ là sắp ra thành Phật, thành Phật Di Lặc, thành cái gì Thế Tôn, rồi cũng như là truyền đạo thì người ta mới nghe, thì người ta cũng làm bố lắm, mình đi vô con thị trấn mình tu tập nương theo vậy đó, nhưng mà không ngờ sập bẫy rất là nhiều, không có được chân, rồi không có phải là mình phải khiêm tốn, phải chân thật, đâu có được. Nhưng là cái gì nè, để chỉ nói cái ngày minh tuệ đó,
là ngài chiến chốt là ngài sẽ thành Phật đó, nhưng ngài đâu có nói một lời gì đâu. Ngài chỉ nên thôi, là mình chia sẻ với ai được cái câu gì lúc hiện tại, ngay hiện tại lúc đó, từ ai hỏi gì thì mình nhắm mình chia sẻ được thì mình sẽ mình nói, chứ mình không có bắt một cái hiện tượng đó mình nói ra thì cái đó là cho là mới tính đi, cái đó là cho mà người ý kiến không ha. Còn mình á, mình hỏi cái gì thì hiểu được cái gì mình nói cái câu đó để người ta thức tỉnh hoặc người ta ổn, người ta sửa thì đó là nên nói. Chứ còn như vậy phụng hoàng gì đó chị em nói như là trong ý thức mình biết thôi, còn đó đăng mạng là em cho nói tại vì không nên nói gì. Còn người ví dụ người ta bị mê bị mệt đó này kia thì nói ừ cái đó là được, hay là nên ăn chay, nên bán đồ chay, hay là nuôi ở thương yêu nó còn kia thì mình thấy cái gì được thì mình sẽ mình chứ còn mấy cái gì không có dám nói gì. Nói như trên đó bắt phạt 10 triệu đó. Và cũng như khiêm tốn, cái nào nói được nói, nó đúng lúc, đúng nơi, đúng thời điểm, chứ không phải nói người muốn nói đó, nói gì đó. Ho như tỷ ừ, Cưng làm gì làm đi Cưng. Dạ, để học về Cưng cầm về. Nghe tiếng đỡ, xúc động. Ừ, tắt đi Cưng. Ngủ hả gì à, Cưng? Ấy cũng tắt luôn hả? Mà 8, mà 4 nữa hay gì ạ? À, ông xã về chưa tỷ? 5 giờ mấy ông về ra, cái tóc của tỷ nó nên là mấy năm rồi. Nó có như vậy đó Cưng. Dạ. Tỷ cũng không biết. Cái hiện tượng mà con rồng lửa đó là báo hiệu gì vậy tỷ? Tỷ nói rồng lửa là nó nói từ nay chỗ nào mà ấy là trái đó thì chỗ nào mà không được xài là tên nó đốt. Dạ. Không phải chuyện đùa đâu. Ủa sao tóc của tỷ nhìn ngộ vậy ha? À, ngộ dễ cưng. Nó đanh lại. Phải giống như vậy nè, giống như thử chuyện bên nhà nước sao tôi dám nói được chứ thật sự ra các chị ở trong cái cục máy này người ta làm việc nha, cái người nào mà dám nói, dám ăn dám nói mà ngồi chân mà dám nói ha, là người đó là đang làm việc trong cái cục máy nhà nước mà Cưng. Dạ. Cái chuyện đùa đó à. Vậy hả tỷ? Ừ. Cũng như là cái người mà thanh liêm chính trực phải không tỷ? Ờ. Ủa mà tóc của tỷ á, nó bệnh lại vậy lâu chưa tỷ? Mấy năm rồi nó có một cái gì chị không có biết cái lúc đụng quá chừng khỏi đâu nhìn cái hai ba bữa thì lấy ra ủi xúc xích ra thì nói vậy thì nó cháu xúc xích ra chừng nhìn cái sắp xếp lại toàn do kỳ quá cái nó sắp xếp lại cân nó làm như là nó đang lại vậy sắp xếp là trồng quay luôn vậy đấy em trồng cái chỉ bỏ càng bỏ dụ ngày nào họ bỏ hai ba bữa vậy sắp xếp là trồng do riết hơi nhiều thành một cục lại nó quấn tròn cứng ngắc luôn vậy đó. Nhưng mà tỷ cầm nó có cứng không? Cứng mà giờ chị cưng trội đi con có ấy không trội luôn nó giống như cái miếng giá luôn mà cưng tin không trội xuống đất thì nó cũng lăn tròn tròn vậy chứ nó đâu có bung ra đúng không tỷ? Ừ, nó tròn do giống cái miếng gì bây giờ cái miếng mâm gòn đi cái miếng gì mà tao làm cứng ngắc á cái mùi nhùi phải không? Ừ đúng rồi nó cứng ngắc luôn nó liền lạc lắm còn cái nào mà nó làm bông là làm bông á nhưng mà nhìn nó có giống cái bông không tỷ? Có mấy cái bông nhỏ trên á không phải bông bình thường đâu bông như cưng vẽ vậy đó nè cưng vẽ vòng tròn vậy đấy nè vòng tròn là một cái nha cái đi ngoài vòng vậy nè giống như cái hoa mai hay gì vậy á nhìn ngộ quá ha ừ
em Út, tỷ mà có về Việt Nam tỷ đem về cho em lên em quay phim nha. Ừ, nó ngầu kỳ lắm, nhưng mà nếu mà tỷ bỏ trong một cái thùng bự á thì nó sẽ ra cái bự. Tại vì tỷ không biết, tỷ lấy cái bọc tỷ đựng để một tỷ lấy cái hộp tỷ để thử. Tỷ mà lấy cái hộp thôi rồi, chứ lúc trước có một cái người nào đó nói cũng cái trường hợp giống vậy đó. Là cái hộp để ra cái mắng luôn á. Dạ, nó ra cái gì, cái hình lạ lắm. À, kỳ lạ lắm tôi. Dạ. Ví dụ như là bà cho người ta đan cho mình một cái mắng này, mắng tròn bự đi ha. Dạ. Mà nó có một cái núm là giống như cái hộp ngọc coi gì trên đó. Đê hộp hoặc ở chính giữa, một hộp hai bên, hai hộp nó làm kiểu giống như cái mắng vậy tên. Vậy hả vậy? Ừ, có người có rồi đó. Chị thấy có người có rồi. Tại chị không có để vô cái đó. Chị để vô cái bự đó là nó sẽ làm như vậy đó. Chị giống như vậy nè, chị dò thử, chị để vô chổng thử coi sao. Giống như tỉ giò mà, tỉ đánh tỉ giò đó. Trời ơi, làm cái bông cưng ơi. Vậy nha tỉ. Ừ, giò cái làm cái bông. Còn tỉ thả đại vô thì nó quấn tròn vậy. Nhưng mà hả, còn tỉ giò giống như giò vậy nè. Tỉ giò đó. Ừ, tỉ bỏ vô cái là thành cái bông. Cái bông như cây bông mai vậy đó. Cái nhỏ nhỏ như hoa mai vậy cơ. Ờ à. Chị lạ lắm, thấy em mất chỉ cho coi. Nhưng mà cái đó nó lâu chưa tỷ? Mấy năm chị ở bên đây rồi, chị về bển nữa đó là một năm, ở bên đó là một cục. Cục của bển là một năm là được một cục. Rồi bên đây nè, bên đây là hai cục. Chị đến mở đó. Bây giờ thì hình như là chị làm hai cục nữa, nhỏ nhỏ chứ không có bự. Đâu à. Đâu bữa nào tỷ cầm cái cục đó tỷ chọi trong nhà thử coi nó có bung ra không? Không, đã tỷ làm rồi. Cái gì miếng giá vậy đó. Dạ. Thì nó cứng lên nổi mà như miếng giá hay cực lên nào. Nó không có phải mềm, nó cứng như cái cục bung gòn mà ta ép nhắc đó, cưng biết không? Dạ, yeah, tỷ chọi vô dán là nó kêu bum bum luôn á. Cận lắm. Ừ. Nó phải nó mềm mà giống như bình thường mình tiểu giống như mấy đứa mà nó cắt tóc mà để vùi vùi nắm vậy, không có cái này lắm. Nó làm nó đàng hoàng mà nó cứng nhắc luôn. Cái này nãy em thấy là nó bệnh lại mà. Cái này là đây nè, cái này là mới thôi, còn cái cũ nó cứng dữ lắm. Dạ. Yeah. Cứng đây là hai bên cứng còng luôn, còn cái này là mới thôi, mới bỏ đây. Tỉ cắt, cái này là tỉ cắt đây nè. Nè, tỉ này là tỉ cắt thôi. Nè, cắt yeah. Hai bên với lại bỏ tự hôm này nè. Để tỉ lăn môi cho coi nè. Nè, bỏ lên trên nè, cái này là bề trên nè, cái này là bề dưới nè. Dạ, ngọt hả tỉ? Thấy nó, nè, thấy đồng vòng bụt. Nè nè, cái này nè. Chưa thấy bề trên không? Ừ. Bề thấy trên à. Nó còn cắm nè, thấy không? Dạ. Yeah. Nó mới đó. Ở dưới đặt nè. Giống cái cục này giống cái kia bạn cục tức là nó gì đó, cái gì đó. Trời ơi, chiếc thiền. Cái hình đó là hình gì đấy? Giống như chiếc thiền nhẹ, chiếc thiền, còn cái kia chiếc tàu. Thiền bắt nhã hả tỷ? Ừ, nó bự lắm tỷ ơi, mất tỷ đem về trong bà tài. Chị để cái bọc bự thì nó thành cục bự. Tỷ để cục nhỏ thì nó thành cục nhỏ, kỳ quá à. Vậy mốt tỷ để cái hộp á cho nó đẹp, nó rộng ra cho nó nở ra. Ừ, tỷ bữa nào tỷ mua cái hộp bự á. Để vô thử coi nó làm sao chứ thật sự ra nó gì nè, không biết nó tự nhiên đó. Dạ. À, để coi hình chữ là mấy cục rồi. Bốn cục. Bốn cục. Để mất tỷ gì nữa. Vậy nó có hoa mai luôn đó, có bông đó. Cái bông thì là hang như cái bông vòng tròn đấy ha. Là ở ngoài ngoài nó làm vậy nè. Giống như hoa mai á tên. Dạ. Yeah. Lạ lắm. Nhưng mà cái người ở ngoài á có ai thấy chưa tỷ? Tỷ có cho ai thấy đâu.
có hình như có cái cô hàng xóm á, nói trời sao tóc tôi nó dày nè, bà mới thấy có miếng thôi chứ cho thấy hết. Dạ. Có hình như có một người thấy thôi, có một người thấy thôi à, chứ có ai thấy hết trơn. Dạ. Cộng đồng xong luôn thấy để chứ sợ cười đó. Thấy sợ là con tỷ với lại chồng thấy sợ, thấy cái tóc, cái tóc bây giờ cái người linh căn trị bệnh cho mấy người đó không đó? Dạ. Không nhập đó. Dạ hả tỷ? Ủa, ông tỷ nay lâu lắm thì em có đi mà mất làm là công việc của ông mà tỷ làm cho tỷ vậy đó. Khi mà tỷ nói cái chuyện nhận là lúc trước đó, cái ngày đó là tỷ nói như sao tỷ thấy tỷ ngộ là cái gì, tỷ gặp được ngài quân ngũ lực là hồng quân ngũ tổ á. Dạ. Rồi cái ổng nói ngày đó cũng là cha đó, cũng là thầy cũng là cha luôn á, nói vậy tỷ không biết. Dạ. Tỷ không có biết tỷ đã đã tỷ dốt mà cưng. Không phải người ta cho thấy mà cái ấy là cũng như giống như mình phụ được gì là ngày đó ra nó nói cho mình nghe đó vậy đó. Dạ. Ủa tóc của tỷ đó là tỷ thấy giống cái hình gì nhất? Giống như chiếc thuyền con ơi. Dạ vậy hả tỷ? Chiếc thuyền á, thuyền bất ngã, giống như thuyền bất ngã vậy đó. Dạ. Rồi cái chiếc thuyền kia sao mà có giống như chiếc tàu ngự gì hết mà nó có hoa luôn á, hoa trên nó kỳ lạ lắm, mất cho mình coi nó không phải cái nào giống cái nào đâu, hết cái chừng cái đó tỷ không biết là nguyên nhân cái gì, được nguyên nhân sao nó có thôi thôi đó, em không biết luôn. Thấy mấy cái người tu á thì lâu lâu á có cái gì là có cái đó, có cái tóc mà nó bệnh là gì đó, thuyền bất ngã. Dạ. Em chỉ nghĩ là cái đó là bất ngã. Rồi nó bệnh nhiều kiểu lắm, không biết mai mốt bị bệnh lại là chứ chính lại là kêu là cái gì đấy, cái ráp lại á, nó phải ráp lại. Tỷ cầm lên nó nặng không? Đừng có dễ dập lắm cưng, nó dễ lắm. Dạ, nhìn nó ngộn á. Chứ không phải là nó lập nghĩa xuống đất luôn. Dạ. Yeah. Lúc đó lúc trước á, thấy cái em con trâu á quay tóc nó cưng, quay tóc lanh quá chừng luôn đó. Dạ. Yeah. Thì nay cũng sao kỳ vậy? Mình sẽ có kỳ lạ quá. Mày giúp tóc lắm quá. Sao mỗi người đó có là sao tỷ cũng biết. Trời ơi sao kỳ quá. Cái đó cũng giống tóc đanh đó tỷ. Tóc đanh mà đanh giống tóc đanh mấy nước bà cô ở miền Tây có quá. Dạ. Lúc trước em cũng có quay, cũng có người tóc đanh cũng gờ vô cứng cứng giống như cục của tỷ vậy đó. À. Nhưng mà cái kia thì ở trên tóc bình thường, còn có tỷ thì tóc này tóc rụng mà. Tóc rụng
bụng mà nó thành chứ không phải là. Đúng rồi, chứ đâu phải là tóc mà tên đầu bình thường đâu. Cái lượng nó xuống hết chân là tỉ bỏ vô đó. Rồi tỉ cắt nè, cắt hai bên kè tóc nó nhiễm nó cùng biết không? Nó nhiễm nó bất từ tùm lum nhỏ 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 đó con. Dạ. Tự nhiên nó sổ vô đó chân à. Dạ. Nó sổ vô trong cái đó nó không có rớt lên dưới cùng biết nó rớt xuống á. Mà cái này nó không rớt là sao? Có nghĩa là nó dính vô cái cục đó luôn. Nó xe vô trong đó hết trơn luôn á. Bởi vậy mới thấy cái điều lạ chứ giống như cục lâm châm mà hết vậy. Nó nằm vô trong hết trơn, nó sắp gọn vô trong, nó không phải là rước ở dưới thì theo mình tóc mà nhiễm nhiễm. Dạ. Cục á. Vậy không biết làm sao luôn. Bữa nào tỷ hỏi mấy cái gì đó coi mấy gì giải thích sao? Tỷ hỏi nên á tỷ chưa có hỏi để sao mà tỷ có hỏi không? Sao tỷ? Tỷ hỏi cái nói vậy cái tỷ hỏi cười quá. Vậy là sao nói cho tỷ nghe? Ở bên trong này tỷ có nói một câu gì nè. Ở bên trong thì nói giống như mình chỉ làm việc trong cái ra lệnh là tháng này tới tổng là lệnh đi làm việc nha. Vậy hả tỷ? Chỉ của người đó. Còn cái này là tỷ hướng dẫn cho các huynh tỷ muội rồi để quay đầu á. Dạ. Thì mình ngày khi mình nói là như vậy rằng cho biết quay đầu đó để không có kịp đó cưng. Dạ. Yeah. Thì nào mà sám hối lần lần nó mới hết. Giống như là ở trên ở bên trong là có Phật rồi đúng không? Dạ. Yeah. Nhưng mà người ta không có hiểu. Dạ yeah, tỷ. Bên trong người đồng cũng có chân rồi. Kinh nghĩ quá, người đọc cũng có hết trơn á. Vậy sao ta đi chạy tìm người khác làm chi? Đó, mấy ngu, mấy khờ, mấy dại. Dạ, thì nó lội mà. Chỉ ra câu pháp là biết người ta thâm thấu tới đâu luôn mà tại người ta làm biến, người ta không có làm thôi. Đâu, giờ tỷ đọc câu pháp nó lại thử coi tỷ. Khi tôi đọc là cái pháp đó nữa hả? Để cho người ta nghe, người ta hiểu. Đã nói là thầy là ở tại nhà ta. Nhà ta có Phật, có thầy, có ông tiên tổ của quyền độ ta. Mà sao ta chẳng hiện ra để đi lại người ta lại nhờ. Giờ người ta coi bói, coi bài gì đó, coi thầy rồi đó. Dạ. Yeah. Sao không lấy lòng tin tưởng, đức tin cho mạnh mẽ đó. Chỉ nói thôi, đức tin của mình cho mạnh mẽ, cho học mà tổ tiên thầy gì cũng là cha. Tại sao tin tưởng mà lại đi nhờ người ta? Dạ. Yeah. Đức tin mình phải cho mạnh lên. Tin được Phật trời, âm bạc, tổ tiên của mình đó. Tại sao mình không làm đây? Cái nghiệp của mình phải trả đó cưng. Cho mình lại ông bà mình đó. Nó bị sám hối. Từ từ nó sẽ lá cho mình đặt đi. Yeah. Mình đi người ta hát làm sao được. Ở nhà mình không chịu tu thờ mà đi. Đi kiếm cái người khác đâu có được. Người ta biết cái gì mà vô đó mà làm. Nhiều người biết người ta làm được. Trời ơi, cũng được, không phải tùy duyên. Cũng làm ở nhà đi, chừng nào mình gái của quyền vậy nè. Dù như con gái tôi, nếu mà thân duyên con á, con bệnh tật hay gì, con bệnh á,
Thiên nhân trên chỉ dẫn, nhà hướng dẫn cho cưng, nó chỉ đường cho cưng đi, hiểu không? Tự nhiên ở trên khiến chuyển cưng đi chứ mũ. Ê tỷ còn cái bài nào nữa không? Trời ơi, đừng có lên quay trên mạng làm thơ, làm pháp, không phải pháp. Pháp nó dài dữ lắm, tỷ nói lại không có được. Tỷ không nhớ hả? Ừ, nó dài dữ lắm, nói qua là mất tiêu à. Tỷ chỉ nói lại cái câu ý nghĩa thôi. Tỷ không có ghi là không, trời đi làm rồi. Ôi, nó dài lắm con ơi. Tỷ mà ghi lại hay lắm á. Nó dài dữ lắm. Ê, cái câu đời người chỉ có 100 tuổi á. Đâu tỷ đọc cho lấy. Tôi nói một đời người chỉ có giỏi lắm là 100 tuổi á. Yeah. Ngó đi ngói lại, đông mấy thì đã mất đi. Vậy đó. Yeah. Mất cười lên cái pháp của tỷ mất cười quá. Pháp này nghe cũng lạ tỷ. Ừ. Không, bây giờ này trường ơi, tỷ là tỷ chốt mà. À. Trời ơi, cái pháp của tỷ đấy, cái mấy cái câu mà tỷ tự tâm mình nói nấy là nó hay lắm, cùng giờ kia tỷ là không có nữa. Thấy không? Dạ, yeah, nhưng mà sao? Sao tỷ nói là tỷ hay bị mắc cục á? Ở bên trong tỷ là nó vậy, đã có sẵn cái chẳng rồi. Vậy là bên trong của tỷ là một cái người già, thật là già. Cái người bên trong của tỷ á, luôn luôn là cũng mắc cục vậy, chứ không phải là mà nói chuyện với cưng đâu. Tỷ lên xe tỷ ngồi nó cũng giống vậy đó. Nhưng mà tỷ không có cho nó ra hướng hướng đó cưng. Nhưng mà tỷ nói bình thường á thì nó đâu có mắc cục đâu. Có, tỷ đang hướng hướng nhưng mà tỷ kìm vô bên trong. À. Tỷ kìm vô bên trong á. Nó thì đang nói chuyện mà cũng tự nhiên là cái hứa thấy không? Nó kỳ lạ vậy đó. Vậy là cái gì bên trong già lắm hả tỷ? Trời ơi, già có, nhỏ có, sao cũng có hết trơn. Dịch thì cưng muốn có tiểu hoàng cũng có. Giờ tỷ mời cái vị nào ra được không tỷ? Trời ơi, sao mời? Cũng muốn nói là nói cái mời cái gì? Yeah. Cái đủ cái nhân viên là tỷ nói cái tỷ cũng phát triển đó. Ca hát hay làm thơ. Làm thơ là văn đó hả? Có khi là tỷ nói tới chiều nào là tiếng Huế nè, tiếng Bắc nè, tiếng Trung, tiếng gì mà tỷ nói tối ngày luôn á. Hay cái tiếng này tiếng kia tỷ muốn nói từ nào cũng có hết trơn, kỳ lạ vậy. Bây giờ ví dụ như cái tâm mình nó hướng về cái gì tổng thống, đừng là nói chuyện tổng thống không đó. Mà nhiếp tâm về cái vị nào là tỷ nói hết trơn cái bên đó vậy đó. Tỷ cũng có nói chuyện với ông Tập Cận Bình nè, phải không tỷ? Có nói với cái ông gì mà làm chủ tịch nước làm gì? Putin hả? Phải. Tập Cận Bình hả? Cái ông Việt Nam mình nè, Nguyễn Xuân Phúc á. Dạ. Yeah. Cũng có nói ông đó nữa đó. Rồi kêu bằng đứa này đứa cái gì còn phải kêu ảnh bằng vậy này vậy kia đó, gì lạ lắm cơ. Kêu bằng đứa không hả tỷ? Ủa, đứa là giống như là làm trụ cột quá. Yeah. Giờ tỷ nói bình thường đi, sao tỷ ra pháp tỷ nói không có dấp một tiếng luôn, nó liêu lướt lắm cực ơi. Mà nói không phải nói nha, có văn vậy đó. Chị nào cũng có chậm á. Con già nói lại là nói không được hả tỷ? Ừ cưng ơi, nói lâu rồi chứ không phải mất đây. Là ông Nguyễn Tân Dũng cũng có nè, ông Nguyễn Tân Phúc cũng có nè. Chứ các chị là biết Bác Hồ là ai không? Ở đó, biết không? Cưng biết ổng là ai không? Không, đâu có biết đâu. À, Minh Dương hả tỷ? Trời ơi, đua đó ở đó. Nhân đó. Trời ơi, ổng cái xác của tỷ cũng có chứ sao kỳ quá.
lúc mà làm việc đó, có nói gì ngài nữa, danh từ đó tôi hiểu không? Tụi sao kỳ lão quá, con nói số kỳ quá. Không hiểu cái giống gì á mà kỳ quá ha, tỷ. Bây giờ cần cho tỷ biết coi kỳ kỳ tỷ có bị khùng không? Thấy tỷ đâu có khùng đâu, khùng cái mò. Hả? Khùng cái mò chứ khùng gì? Không biết có bị khùng không, mình ta nói, người ta nói tụi cái gì bả nói cũng được, không biết bả là cái gì luôn. Làm sao đây cho nói cho tỷ biết, anh tỷ biết thôi. Có nhiều người ta cũng sợ tỷ luôn phải không? Tỷ nói à, tỷ nói vậy nè, nếu mà cưng á em, nếu mà cưng nặng ruột quá là tỷ là đau đầu bệnh luôn á ngang cưng. Yeah. Cái chuột khía cưng rất nhiều quá là cưng đau đó. Yeah. Hiểu không? Lỡ tỷ mà tỷ sẽ nhục cưng, chứ làm bệnh cho cưng là tiệt rút ra bớt chứ không là cưng cưng sẽ nặng trượt lắm đó cưng biết không? Dạ. Yeah. Trượt khí ở trong người cưng hiểu không? Tỷ biết vậy đó hả? Dạ. Tới thời kỳ mà mẹ khu gom rồi không khu gom hết trơn luôn đó cưng. Tỷ còn cái bài thơ nào của mẹ không? Mẹ mẫu á. Thế mày bữa nào đi tỷ có cái duyên đủ rồi tỷ sẽ làm cái bài thơ cho cưng về mẫu từ mẫu, rồi bài thơ về các vị trời ơi, các vị minh tuệ mình gì đó, trời ơi tỷ đọc bài thơ chẳng rất là hay luôn mà giờ tỷ nói không được, kỳ quá. Bài thơ rất là hay luôn, cái mấy người nói trời ơi sao mà làm cái gì cũng được, nói cái gì cũng được mà sao không biết. Bây giờ hết trong cái dịp nhờ cưng làm thơ giống tỷ làm được không? Đâu được. Ừ, tự nhiên nhiên chứ tỷ đâu có biết được cái gì mà tự có á, ai biết đâu nè. Không biết cái giống gì ở trong ha tỷ. Nếu mà tỷ lệ các chị thầy đi, thầy là giống như các chị mà giống như Quỳnh An, Đệ An đi, như Đệ An với lại cái mũi đó đi, mũi vợ đi. Yeah. Nếu mà đủ cái duyên rồi là tỷ sẽ nói pháp không á, còn không đủ là tỷ không nói, kỳ quá. Đủ là tỷ sẽ ra tỷ nói không á. Yeah. Không được. Với cái gì mà cái gì mà trên trên tên anh mà trên trên thì bằng khẩu đứa của gì trên trên đó cũng làm thầy đó tên. Dạ. Tỷ có gặp người đó rồi, tỷ cũng nói cũng cắt phát cái lần rồi đó. Tỷ biết người đó không? Người đó tên là Bạch Y gì đó. Tỷ đó cái danh của bả là cái danh của tỷ đó là tỷ Bạch Y gì đó. Bạch Y cư sĩ à? Thì trong quá trình khẩu đứa câu gì vậy? Như là tỷ có nói rồi, có đủ duyên là tự nói, con ngơ kỳ quá. Chờ ngày lập hồn quá. Phong thần thánh tiên chỉ chờ nhiều lắm tâm hồn. Chuyện nào nói chuyện cũng được hết cho. Tỷ, cái hỏi Long Dân là lập là khi nào rồi tỷ? Này mấy năm rồi tỷ, giống như tỷ làm thơ pháp này lâu rồi. Cái thơ pháp nó rất là lâu rồi cưng. Hỏi Long Vân, Long Hoa vậy trên trời chúng dưới đây đâu cưng à. Ta lập cái chảnh trong cái đây. À. Trên trời á. Nhưng mà tỷ ở dưới này, nhưng mà tỷ làm thơ pháp á, thơ đem về trển rồi tỷ nói cơ bằng không có dắt một câu nào về, nói về trên đó không đó. Nó lâu lận phải mới đây cưng ơi. Yeah. Mấy năm kia lận. Chắc kỳ lạ, tôi không biết.
Không, mà tỷ đâu có quen mấy gì đó đâu. Mà có lúc trước có hai mấy cái gì đó bên đó qua bên đây kêu tỷ về là mặc đồ bình thường và ban ngày luôn. Dạ. Đứng cứu bên tỷ gì đó, kêu tỷ về đó. Trời ơi, tự nhiên đứng hết cái bên tỷ kêu tỷ về. Cái kỳ lạ, không biết. Tỷ về đang đi di hành đó. Ây, tỷ nói làm sao? Tỷ thấy rõ ràng luôn. Tỷ là nói chung mà biết tỷ là nó nhiều dai quá, tỷ đóng nhiều dai quá, hiểu. Tỷ nói để tỷ đi chơi mà, tỷ đi dạo mà, dạo Nam Châu uống biển vậy đó. Tỷ không có chịu gì à? Ừ. Kỳ quá. Dạ. Tỷ không biết đi dạo à? Dạo Ta Bà phải không? Ừ, dạo Nam Châu uống biển vậy đó. Đi chơi vậy, đi dạo chơi vậy đó. Rồi biết tỷ là ai không? Đâu biết đâu. Ừ, bởi vậy tỷ cũng tỷ hỏi không biết vậy, mấy gì biết tôi là ai không, tôi không biết tôi là ai hết trơn à. Từ quá thế, nó có một cái con khùng nữa mệt nữa, đừng dám nói tỷ là tại tôi có cái con khùng không không à. Có ai dám nói không? Đâu biết đâu. Ừ, dạ. Cái con khùng mà tỷ nói ra là khùng Phật, khùng Phật, khùng trời đó nha. À. Ai đem lời vào nhộng bạn cái lời trong ngay là tới đây là trên trời dưới đất chuyện thay đi rồi gặp lại thì rồi được thấy. Bị phạt ha tỷ? Hả? Bị phạt ha tỷ? Ừ, tỷ đâu có xúc phạm. Tỷ đem lời hay ý đẹp ra, tỷ đi khuyên thôi, tỷ có xúc phạm ai đâu. Còn người nào mà tỷ nói là, tỷ nói là phải nhìn vào cái tâm mình, nghĩa là tỷ nói á, thì nhìn vào tâm mình có làm điều gì sai không? Rồi hả, nói chuyện với tỷ, hiểu không? Tỷ hiểu lời của tỷ nói không? Hiểu. Nếu mà cái người, cái gì đông tấm mà cái ngày nào đó, tỷ nói như vậy đó, rồi các ngài có hay trăm đúng sai được rồi hả, nói chuyện với tẩy hiểu không? Yeah. Nhìn vào sát thân tâm của mình đầu đầy đầu trở lại mình làm điều đó có sai là đúng rồi hả, nói chuyện với tẩy xét á. Yeah. Tỷ thường nói như vậy mà. Còn tỷ làm sai làm đúng gì là chuyện của tỷ, tại vì cái của tỷ là nó của tỷ, nó không có giống người ta. Là tỷ trả nghiệp đó, trả nợ ân tình đó. Trả nợ của tỷ rồi tỷ biết, nhưng mà tỷ biết là tỷ có sai cái đúng gì thì tỷ nóng lạnh gì tỷ tự biết đó. Nhưng mà tỷ thương quá để tỷ thấy trời ơi nó nhiều quá. Rồi chắc mọi người nó tỷ biết rồi không luôn ạ. Vì thương quá rồi nói biết có này vậy. Nói là tỷ khùng luôn hả? Ờ tỷ là tỷ thương. Tỷ thương quá đó. Cái chuyện khi nói có tỷ khùng luôn ạ. Yeah. Là tỷ thương quá. Giờ không biết làm sao mà nói cho nó ấy, cái nặng quá trời đi. Dạ tỷ. Chứ bây giờ Tân thấy Tân ở tại nhà đi, tại gia Tân á. Tân tu tập. Tân mở, tự mở, tự khai mở. Không phải là khai mở gì mình đầm lành mà từ từ cái đủ duyên đó có à. Cứ đi giao rồi.
không cần phải đi tìm ai á tỷ. Gì cơ? Không cần phải đi tìm ai cao nhân gì á tỷ. Ủa em biết đâu tỷ đi rồi thầy bà kỳ quá. Gì hả tỷ? Thầy bà gì nói chuyện tiền bạc không thấy ớn quá tỷ. Tỷ thầm biến đi lắm. Dạ. Thôi vậy tỷ nghỉ đi ha. Cưng làm thì làm đi nghe. Yeah.